Gia đình Gò Tớt BTV bây giờ đang ở đây là cái điểm đích đến nha của cuộc đua xe đạp cúp truyền hình lần đầu tiên về Tây Ninh nha. Đây, cái vị trí này là đường 30 tháng 4 nha. Cái hướng này là cái hướng từ quốc lộ 22B đi vô trung tâm thành phố Tây Ninh nè. Đây, đích đến ở trước mình nhìn thấy đó là cái vòng xoay 30 tháng 4. Còn bên phải này là công viên nha. Bên phải này là công viên, công viên 30 tháng 4 nha. Bây giờ một mình nhìn là HTV đích đến lần đầu tiên về thành phố Tây Ninh nha. Hôm nay gia đình Gò Tớt BTV sẽ phát trực tiếp cuộc đua xe đạp cúp truyền hình xuyên Việt lần đầu tiên về thành phố Tây Ninh nha. Bây giờ đang phát trực tiếp nha. Đây, xung quanh mình nhìn thấy nè, đài truyền hình rất là nhiều luôn nè, HTV. Cái cụm ở đây là công viên 30 tháng 4 nha. Công viên 30 tháng 4. Cái cổng này là ngay chỗ này mình nhìn thấy là ngay chỗ vòng xoay 30 tháng 4 của thành phố Tây Ninh nha. Lực lượng trọng tài và mô tô mở đường của đàn ông đã bị trọng tài đẩy hết lên phía trên để tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho đoàn đông đang thực hiện cuộc đua bắt với nhóm tăng tay đua ở nhóm thứ hai này. Và có lẽ là đối với đội ở trong nhóm thứ hai thì họ sẽ cúp truyền hình non sông liền một giải niềm tin chiến thắng là truyền hình này xuyên Việt đi được tất cả các tỉnh thành Việt Nam luôn nha. Ở đây có một cái màn hình lớn cho mình biết là đi đến đâu rồi nha. Ở trong đoàn đông đã đuổi theo rất mạnh một bắt bóng ra thì mình được diễn ra. Như vậy là tất cả con đuôi ở trong đoàn đông có lúc này đã bắt kịp vào nhóm các tay đua ở nhóm thứ hai rồi. Ồ ghê hả, đông dữ. Ở đây có một cái màn hình siêu lớn nha. Rồi. Còn mà đoạn đường đang thi công mà phải giảm tốc độ lại thì là không biết đâu đã kịp. Ở đây là vòng xoay 30 tháng 4 nha mọi người. Ngay cái vị trí này là vòng xoay 30 tháng 4 nha. Đây, vòng xoay 30 tháng 4. Vô chẳng bàn chưa anh? Chưa vô chẳng bàn nữa hả? Làm gì tới chẳng bàn giờ này, nó dự định là 10 giờ mấy mới tới đây lận. 10 giờ mấy hả? Chưa. Giờ này nó không biết mà nhanh nhất là vô tới trong Đức Hòa Đức Huệ đó. À mới Đức Hòa thôi. Còn 29 cây nữa mới tới. Nghe nghe các bạn ạ. Cái thằng phá tình. À 29 cây nữa mới tới tới đây hả? Đúng. Chạy qua coi. À mới tới chẳng bàn. Ok. À thấy kìa hết B2 29 cây. Ồ. 3 tiếng mà, 3 tiếng hồ. Không mà đứng đây coi trực tiếp kiểu này có lý á. Màn ảnh bự mà coi có bình luận viên nữa. Kia đó. 3m1 á. À. Dạ rồi, ngã 3m1.
Bây giờ thì thằng gốc Black Cam chúng ta thấy là đang có những cuộc tấn công mới nổ ra ở phía đầu của Đà Nông, với ba thằng đua đang cố gắng để tách ra. Bây giờ gia đình Happy đang ở đây là ngay chỗ vòng xoay 30 tháng 4 nha. Đoàn đua thì sắp về tới đây rồi. Trực tiếp nha, truyền hình trực tiếp HTV nè. Ngay bây giờ trực tiếp nha, ngay tại công viên 30 tháng 4 nha. Gì thế? Đâu? Quà nè. Quà nè. Móc khóa nè. Đây ra đâu? Móc khóa. Móc khóa HTV nha. Bây giờ bạn nào đang ở khu vực xung quanh đây có thể tới đây có móc khóa, có quà, có quạt nha. Ngay tại vòng xoay 30 tháng 4 nha. Cảm ơn con. À, quay số trúng thưởng nè. Khi nào tới con được quay xin chú nha. Rồi tới Happy quay nha. Áo thun. Cái ngày một lần chỉ coi chúng cái móc khóa đây anh. Bị ra cài đủ. Phải kiếm cái áo thun cho ba mặc Happy ơi. Happy kiếm cái khóa đây. Anh qua lấy cho. Đây. Móc khóa HTV. Rồi quay đi con, quay đi con. Rồi. Ở đây có game trực tiếp tại ngay điểm đích đến của cuộc đua xe đạp cúp truyền hình nha. Qua bển lấy con trai về đi bên đây nè. Đó. Con xin hình là cái này. Quay đi. Quay đi bé. Rồi móc khóa con. Con xin một tấm hình. Ai có quà cho con xin tấm hình nha. Rồi qua đây lấy móc khóa. Rồi Happy quay chưa? Rồi con quay đi. Con quay trúng áo thun đi Happy. Áo thun kìa. Anh ơi. Anh. Dương. Dạ, không. Nè, chúng quay chúng áo thun kìa. Anh Dương. Chúng áo thun rồi nè. Phát trực tiếp nha, bà đang phát trực tiếp hôm nay Happy chúng áo thun nha. Ở đây bạn nào ở xung quanh đây có phát trực tiếp tặng quà nha. Ồ, vậy hả? Đầy đủ cài app điện thoại á. Rồi, Dương xin tấm hình nha. Vậy cài app là được áo thun không? Dương xin quà chút xíu dành xin tấm hình. Mày cài like Facebook. Nè, đang phát trực tiếp nè, YouTube luôn á. Em đang phát trực tiếp á. Rồi, rồi, nè, giờ chồng lời đang phát cho xong nè, rồi. Các bạn đang xem bây giờ là ngay chỗ vòng xoay 30 tháng 4 nha. Tức là có tặng quà dành cho em bé luôn nha. Đích đến cuộc đua xe đạp cấp truyền hình nha. Rồi, ở đây có hướng dẫn nè. Tức là vô Facebook nè. Đây. Ở đây là bộ phận truyền thông của cúp truyền hình HTV nha mọi người. À. Có quà tặng dành cho bé nữa nha. Rồi, đoàn đua thì khoảng 1 tiếng nữa là tới nha. Ai đang coi trực tiếp ở khu vực này có thể đến đây cổ vũ nha. Lần đầu tiên về tới thành phố Tây Ninh. Đâu lấy cái này bên này. À mà đang. Hết thời hạn chờ. Một lần chú. Không áo thun được hết chú. Cái này phải gì được quay một lần nữa chú mới thun. Rồi cho móc khóa đây chú. Không không, cài đủ ứng dụng mới được quay chú mới thun. Happy con vui không? Bây giờ
Ok. Có Facebook với này và YouTube gì đây này không? Có Facebook này. Rồi vô rồi nè anh. Rồi này, đây cúp truyền hình này, đây cúp truyền hình. Giải trí, ngồi. Rất tuyệt vời. Đúng rồi, phải đủ cài đặt. Dạ phải cài đủ mới được chúng cô. À vậy hả? Dạ. Rồi cho con xin tấm hình. Khu vực này là khu vực là hỗ trợ marketing nha, tại ngay chỗ này là công viên 30 tháng 4 nha. Sau đó mình sẽ đi phát trực tiếp tiếp nha. Ở bên quay đi con. Quay, quay đi con, quay nữa đi con. Đây, toàn cảnh xung quanh, ở đây có rất là nhiều công an màu xanh và cơ động để bảo vệ khu vực này, an ninh là ok nha mọi người. Rồi, rồi. Đây, cái hướng này là từ quốc lộ 22B nha, quốc lộ 22B đi về đây. Ở đây là dòng xây 30 tháng 4 nha. Rồi, dòng xây 30 tháng 4. Ở đây có màn hình phát trực tiếp cho mọi người coi nha. Và lại một lần nữa chúng ta được thấy cuộc tấn công với khoảng 5 tay đua đang nổ ra để thoát ra khỏi đoàn công. Bốn quân viên đang dẫn đầu bóng này. Bốn tay đua đang tăng tốc rất mạnh mẽ để thoát. Đây dòng xe 30 tháng 4 nha. Chúng ta hãy chờ giây lát để có thể dừng xem ở trong nhóm này bao gồm cái đường nào. Một cái đua có đội 6A10 ở Vĩnh Long. Tốc độ đang được đẩy lên rất cao khi mà nhóm bốn cái đua vừa tấn công tắt đi. Cố gắng để tạo ra một cách xa hơn. Bây giờ thì đang có cháu đưa vào phía sau đuổi theo bên nhóm 4 người dẫn đầu. Với cháu mấy kéo vào phía sau thì tốc độ đang được đẩy lên cao và chúng ta thấy rõ và khách gia cháu mình mình đang bị thu hẹp thì rất nhanh. Từ góc ngoài nó dài khách gia luôn. Nhóm 6 mình là ở phía sau đã đuổi kịp vào nhóm 4 cái đua đi đầu. Nhưng chúng ta cũng thấy là khoảng cách của nhóm dẫn đầu với 10 cái đua vừa được thành tập ở này so với là đông ở phía sau là không quá xa. Và có những cái đua ở đằng phía sau tiếp tục tăng tốc để đuổi theo với nhóm 10 cái đua ở phía trên. Trong đó có một cái đua của đội thành phố Trung Vietnam và theo tích có một cái đua của đội Công an Lộc Trang Giang tháo heo để tạo ra thế đồng quân.
đây cái này là ba ba bán được. Rất quan trọng mở rộng cái cuộc tấn công trên đường. Đó là khi mà mỗi lúc có một đường. Hả? Kè coi đó. Sẽ có một cái đùa cũng lao lao heo để nếu không mặc đường của thành phố có bị đánh lại thì cũng là tạo ra cái lực lượng nó mạnh nó được rồi hai bên này nó nhạt khán giả rồi dạ phải kém góc. Bây giờ đoàn đua mới đi tới Hậu Nghĩa Đức Hòa thôi nha. Yeah.
vào lúc này Roman Martin có thể dễ dàng thoát đi được mà không bị các đua của anh tập đoàn Lộc Trời, nếu mà không bị các đua của đội dự tới cầu thấp hay là các đua của đội thành phố Hồ Chí Minh Vinama mà còn có bên đều rút đuổi theo mà bắt lại và không thành công, bởi vì Roman Martin vào lúc này đã có một chặng đua không thể hoàn thành bình tĩnh, đó là chặng đua vào ngày hôm qua, chặng đua từ Long Xuyên về Mỹ Tho, khi mà đó là chặng đua mà Roman Martin sau đó đã chia sẻ là anh gặp một chút vấn đề về sức khỏe của mình. Tuy nhiên sau khi đã không còn cơ hội tham dự vào các cuộc tranh chấp tổng sắp thì bây giờ lại có thể phát đi một mình và với khả năng chuyên môn của mình thì nếu như các điều ở phía sau thiếu điều một phán quan mất tập trung là họ để cho Mai Kim phát đi luôn. Kiên vẫn đang một mình dẫn đầu ở phía trên. À, sắp tới Tây Ninh đang ở Hậu Nghĩa. Tại cúp hình năm 2023 này, Roman Martin đã có tới Tây Ninh gặp được kỳ tắc chặn. Kỳ tắc qua thì nhanh đúng rồi. Nãy giờ kia là đang ở Hậu Nghĩa đó. Đua từ Nha Trang về Phan Rang Tháp Chàm. Đang phát trực tiếp. Đang phát trực tiếp. Ở trong đoàn đông phía sau. Hiện tại thì các đua đang di chuyển qua khu trung tâm của thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là lúc mà các vận động viên ở trong đoàn đông đang kéo tốc độ chung lại khá chậm, khi họ đang đi qua một đoạn đường thi công để mở rộng mặt đường sang hai bên. Ở phía đầu luồng của đoàn đông này vẫn đang do các đội đua của ekip Gạo Ăn Đồng Đảng Giang quay hết đi. Được, nói chung là phòng đơn là 4 giường. Phòng 2 giường là 500 đúng rồi. Các đội đua hàng ở phòng điểm dân cầu của đoàn đông này, các đội đua 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 của đoàn đang phát trực tiếp.
khổ. Rồi. Chú ở đâu tới đây? Ở thành phố Tân Ninh, phường 3. Ở đây, phường 3 hả? Dạ, con đang phát trực tiếp. Rồi, chú ở phường 3 ha? Lần đầu tiên về thành phố Tây Ninh hả? Cảm đúng xúc rồi, của chú sao? Rồi. Vui hả? Vui. Chú là ở ngã tư Hồ, chợ sữa số 7. Dạ. Đây lần đầu tiên trong đời mới là quay là đứng ngay mức đến luôn. À, lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong đời, chú năm nay 79 tuổi rồi mà lần đầu tiên mới đứng ngay đây đó. Dạ, à, lần đầu tiên về Tây Ninh luôn. Bao nhiêu là dễ đua xe đạp á, 79 tuổi rồi. À, bây giờ mới về Tây Ninh lần đầu tiên. Lần đầu tiên là đứng ở đây thôi. Dạ, à, ok, vui quá. 79 tuổi rồi. Dạ. À, chứ không phải là... Ngày đây xưa là 30 tháng 4. Đây là một cái diễm phúc. Dạ. Là bây giờ chú hiện diện ngay đây. Dạ dạ dạ. Ở đây là tao đứng rồi ngày mai tao chết cũng được. Thôi người dân Tây Ninh ra đây đón chào rất là nhiều nha. Cảm ơn chú. Dạ. Dạ dạ dạ. Bây giờ người dân ra đây bắt đầu rất là đông rồi nha. Bây giờ người ta đến đây ủng hộ rất là nhiều luôn nha mọi người ơi. Ngay bây giờ tại thành phố Tây Ninh nha. Yeah. Tại điểm đích đến nè. Rồi. Bây giờ người dân đến đây người ta đứng chờ rất là đông luôn nha mọi người. Bây giờ chuẩn bị phần 1 nha. Gia đình Happy sẽ chuẩn bị phát phần 2 nha. Mọi người đón chào nha.